bạn có thể nộp đơn WorkSafe khi bị thương tại nơi làm việc. Đơn xin này khác với nghỉ bệnh. Đây là lúc bạn được nghỉ làm và được giúp trả chi phí y tế liên quan đến thương tích của mình. Muốn nộp đơn xin bồi thường, bạn hãy làm theo các bước sau. Trước tiên, bạn hãy báo cho nơi bạn làm việc biết ngay lập tức về sự việc. Sau đó, khi chữa trị thương tích của mình, bạn nhớ giữ lại tất cả biên lai, hóa đơn liên quan đến các cuộc hẹn. Sau đó, điền đơn xin bồi thường thương tích công nhân và nộp đơn này cho nơi bạn làm việc. Điều quan trọng bạn phải nhớ là công ty nơi bạn làm việc không thể từ chối đơn xin của bạn hoặc đuổi việc khi bạn nộp đơn xin bồi thường. Họ không phải hao tốn gì hết vì đơn xin bồi thường của bạn. Khi đơn xin của bạn đã được chấp nhận, bạn sẽ có nhân viên phụ trách WorkSafe. Người này sẽ hướng dẫn bạn trong suốt tiến trình phục hồi của mình và giúp bạn trở lại làm việc. Trong suốt thời gian này, bạn hãy giữ liên lạc với nơi bạn làm việc. Nếu họ có thể thực hiện bất cứ điều gì để làm cho công việc làm của bạn an toàn hơn, bạn hãy báo cho họ biết. Nhờ đó môi trường làm việc của bạn an toàn hơn để bạn trở lại làm việc. Giờ đây đã có thông tin bằng ngôn ngữ của bạn trên mạng Internet. Xin bạn truy cập www.worksafe.vic.gov.au/Vietnamese hoặc nếu cần thông dịch viên, xin gọi số 131450 và nói chuyện với WorkSafe hôm nay.